Tổ trọng tài công bố kết quả nội dung bắn pháo đối hải AK-176 môn thi cúp biển trong khuôn khổ Army Games 2021. Đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có thành tích xuất sắc, chính thức giành vị trí thứ nhất. Đội tuyển chủ nhà Liên bang Nga và Trung Quốc lần lượt xếp thứ hai và thứ ba. Xin chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Việt Nam Story. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và thật nhiều niềm vui. Quý vị thân mến, Army Game 2021 đã chính thức khai mạc ngày 23 tháng 8 ở nhiều nước đăng cai tổ chức. Đây cũng là lần thứ tư Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự Army Game và tranh tài ở 15 nội dung thi đấu. Trong đó có 5 đội tuyển lần đầu tham dự ở các nội dung cướp biển, kinh tuyến, đội quân văn hóa, xạ thủ chiến thuật và thợ quân khí giỏi. Mới đây nhất thì đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam đã giành được những chiến công rực rỡ ngay trong lần đầu tiên xuất quân tham gia Army Game ở môn thi cúp biển diễn ra tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga. Những ngày nếm mật nằm gai, những thao trường đổ mồ hôi nóng hổi của bộ đội ta cũng đã nhận được kết quả xứng đáng. Trong cuộc thi Army Game 2021, chiến hạm Việt Nam đã xuất sắc vượt mặt qua Nga và Trung Quốc giành giải quán quân trong hạng mục được đánh giá là khó nhất trong cuộc thi này. Kết quả bất ngờ này đã khiến cho truyền thông thế giới dậy sóng. Cụ thể là ngay sau khi kết quả được công bố thì nhiều trang báo quốc tế đã ngay lập tức thể hiện rõ sự ngỡ ngàng, bất ngờ và gửi lời chúc mừng những thành tích đáng nể của Việt Nam. Được biết trong cuộc thi cúp biển tại Army Game 2021 tại nội dung bắn pháo AK-176, tàu hộ vệ tên lửa J-BAC-309-016 Quang Trung của Hải quân Việt Nam đã thi đấu cực kỳ xuất sắc, đạt thành tích cao nhất vượt qua cả nước chủ nhà Nga và đội tuyển Trung Quốc. Đây cũng là bộ môn dành cho lực lượng hải quân các nước cùng nhau tranh tài, thể hiện năng lực làm chủ vũ khí, trang bị và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Thông qua các nội dung thi đấu, lực lượng hải quân các nước sẽ chia sẻ kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau để nâng cao chất lượng huấn luyện. Đồng thời, cúp biển Army Game cũng là cơ hội để các nước trong khu vực thắt chặt tinh thần đoàn kết, tin cậy, góp phần tích cực xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Vượt qua đại diện mạnh nhất nước chủ nhà Nga với phần trình diễn không kém phần xuất sắc của tàu Shovershiny thuộc hạm đội Thái Bình Dương Liên bang Nga cũng như chiến hạm số 646 Wajan của Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam xuất sắc đạt kết quả cao nhất với 43 phút 40 giây tác chiến và diệt gọn mục tiêu. Trong khi đó, đội tàu Hải quân Trung Quốc hoàn tất phần thi trong vòng 43 phút 22 giây nhưng lại không bắn trúng mục tiêu. Đội tuyển Nga lại mất tới 43 phút 51 giây để tiêu diệt mục tiêu. Điều đáng chú ý là hạng mục thi đấu này lại được tổ chức vào thao trường trên biển của hạm đội Thái Bình Dương tại thành phố Vladivostok của Nga, nơi đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên tranh tài với các đại diện mạnh nhất đến từ Hải quân Nga và Hải quân Trung Quốc. Lần đầu tiên tham chiến là một trong những tuyển thủ có phần thấp cổ bé họng hơn hai nước lớn với công nghệ hiện đại, được thế giới mệnh danh là có lực lượng quân đội thường trực hùng hậu. Ấy vậy mà Việt Nam ta vẫn có thể hiên ngang đánh bại đối thủ với một kết quả vượt sức tưởng tượng. Ngay sau khi kết quả thi đấu được công bố, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đã có lời khen ngợi dành cho quân đội Việt Nam. Không nghi ngờ gì khi bắn pháo AK-176 được coi là nội dung khó nhất trong 5 nội dung thi đấu của môn thi cúp biển tại Army Game 2021 năm nay. Tuy nhiên, các chiến sĩ ưu tú của Hải quân Việt Nam đã thể hiện xuất sắc phần thi trước những đối thủ mạnh hàng đầu như quân đội Nga và quân đội của Trung Quốc. Báo quân sự Nga cũng viết, quân đội Việt Nam đã một lần nữa chứng minh sức chiến đấu to lớn và khả năng làm chủ vũ khí thật tuyệt vời của mình trên đấu trường quốc tế. Không chỉ có Nga mà truyền thông nhiều nước cũng bày tỏ sự vui mừng trước thành quả này của quân đội Việt Nam. Đại diện tối cao tham gia cuộc thi của quân đội Uzbekistan là một trong những thành viên thi đấu tại Army Game 2021 cũng chia sẻ. Tôi không quá bất ngờ với kết quả này. Sự thiện chiến, nhanh nhạy và năng lực chiến đấu tuyệt vời của quân đội Việt Nam là điều tôi cũng đã cảm nhận được ngay từ những phút đầu tiên đặt chân lên thao trường cuộc thi. Xin chúc mừng Việt Nam! Ở bên kia đại dương, anh bạn thân thiết của Việt Nam, Cuba cũng đã kịp thời gửi thư chúc mừng trước thắng lợi to lớn này của tới quân đội Nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với niềm vui chung của quốc tế, anh bạn láng giềng Trung Quốc của chúng ta lại tỏ ra rừng rưng và không mấy vui vẻ mặn mà lắm. Chắc có lẽ anh bạn hàng xóm này vẫn còn khá cách cú vì bắn phát lệch tâm từ châu Âu sang tận Mỹ của mình. Có thể nói Việt Nam chúng ta đã không bỏ qua cơ hội nào để khẳng định sức mạnh của mình. Một trong số những sự thật bất ngờ mà vô cùng phỉ báng cho Trung Quốc đó là đội tuyển của họ đã không bắn trúng mục tiêu nào khi thi đấu ở nội dung bắn pháo đối hải. Đây có lẽ là lý do lớn nhất khiến chính người hâm mộ nước này quay lưng với đội tuyển của mình, thậm chí buông lời chỉ trích nặng nề, tỏ rõ thái độ gay gắt dưới các bài đăng liên quan đến cuộc thi. Họ không thể tin nổi Việt Nam đã khai hỏa uy lực mạnh mẽ, bách phát bách trúng và bỏ lại người láng giềng của mình để về đích sớm. Có thể trong mắt họ, Việt Nam thua xa về khả năng sử dụng vũ khí cũng như kiểm soát đường bay của đạn. Hoặc sâu xa hơn, Trung Quốc đang trùm cho người dân nước mình một sức mạnh nào đó để ảo tưởng rằng hải quân của họ sẽ dẫn đầu khu vực.
Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, còn mãnh thú chỉ là vỏ bọc tốt đẹp của Trung Quốc, sâu bên trong đó là một kíp bắn nhạt nhẽo, hời hợt, không thể hiện được quyết tâm trong mỗi lượt thi của mình. Lại nói một chút về cuộc thi này, được biết thì Hội thao Army Game 2021 là sự kiện diễn ra từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 với hơn 30 môn thi và 260 đội đến từ 45 quốc gia. Các nội dung Army Game 2021 sẽ được tổ chức tại 12 nước bao gồm Armenia, Algeria, Belarus, Việt Nam, Iran, Uzbekistan, Kazakhstan, Qatar, Trung Quốc, Syria, Mông Cổ và Nga. Đây là lần thứ tư Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Army Game và tranh tài ở nhiều môn thi nhất từ trước tới nay. Army Game 2021 ghi dấu mốc mới khi Quân đội Nhân dân Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức hai cuộc thi xạ thủ bắn tỉa và vùng tai nạn trong khuôn khổ hội thao. Đây cũng là lần đầu tiên Hải quân Nhân dân Việt Nam cử biên đội tàu 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung tham gia môn thi cúp biển tại Army Game. Với thành phần gồm khoảng gần 200 sĩ quan, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, dụng cụ, chó nghiệp vụ để tham gia hội thao, đoàn quân Đội quân Nhân dân Việt Nam sang Nga lần này gồm nhiều đoạn nhỏ để tham dự các bộ môn thi khác nhau gồm xe tăng hành tiến, lộ trình an toàn, kinh tuyến, địa hình quân sự, đội quân văn hóa, bắn súng chiến thuật, cúp biển, người bạn trung thành, ranh giới xạ thủ, kỹ năng thành thục, thợ quân khí giỏi, pháo thủ giỏi, bầu trời quang đãng, môi trường an toàn, tiếp xúc quân y, bếp dã chiến. Bên cạnh việc giành chiến thắng cao nhất tại nội dung bắn pháo AK-176, quân đội Việt Nam còn có thành tích cực kỳ ấn tượng tại nội dung kỹ năng hàng hải với thành tích là 25 phút 30 giây, tương đương với hơn nửa thời gian cho phép của nội dung thi, theo quy định là 40 phút. Chiến thắng này một lần nữa khẳng định khả năng chiến đấu của quân đội Việt không chỉ dừng lại ở thiện xạ mà còn có khả năng điều khiển tàu chiến tác chiến trên biển tuyệt vời. Chia sẻ cảm xúc sau khi giành thắng lợi, Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, trưởng đoàn công tác lần này cho hay, đây là thành quả của rất nhiều sự cố gắng, nỗ lực chung của tất cả các thành viên tham gia, từ vị trí thuyền trưởng, chỉ huy bắn, điều động tàu cho đến vị trí chỉ huy hỏa lực, điều khiển hỏa lực, bắn bám, quan sát mục tiêu, quan sát vết đạn cho đến các vị trí quan sát trên tàu. Và một điều cực kỳ trùng hợp mà có lẽ quý vị chưa biết đó là khoảng thời gian đội tuyển quân đội Việt Nam giành thắng lợi tại Army Game 2021 cũng chính là mốc thời gian tròn 10 năm kể từ khi chúng ta tiếp nhận chiếc tàu hộ vệ tên lửa lớp G-Buck 3.9 hiện đại đầu tiên ngày 5 tháng 3 năm 2011 mang số hiệu 011 Đinh Tiên Hoàng. Sự kiện tàu hộ vệ tên lửa lớp G-Buck 3.9 chính thức được biên chế, làm nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu đã đánh dấu một bước phát triển mới của Hải quân Việt Nam. Lần đầu tiên chúng ta có một tàu chiến mặt nước lớn và hiện đại đến như thế, xứng tầm là lớp tàu chủ lực soái hạm. Đến nay thì Hải quân Việt Nam đã sở hữu 4 chiếc tàu hộ vệ tên lửa lớp G-Buck hiện đại, đang ngày đêm phối hợp cùng các lực lượng khác tuần tra, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Những kết quả thi đấu xuất sắc của đội Hải quân Việt Nam tại Army Game lần này khiến người hâm mộ nức lòng, đồng thời đã phản ánh đúng kết quả công tác huấn luyện thường xuyên của đơn vị và kết quả luyện tập trong nước cũng như tại Nga vừa qua. Điều đó cho thấy Hải quân Việt Nam đã thực sự làm chủ vũ khí, trang bị, phát huy hết các tính năng ưu việt của lớp tàu chiến hiện đại này. Chúc đội tuyển Hải quân Việt Nam nói riêng và quân đội Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục thi đấu bình tĩnh, tự tin để giành kết quả tốt trong các nội dung thi tiếp theo trong khuôn khổ Army Game 2021. Video của chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!